Thưa quý vị, cuối tuần qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã giao cho Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ meeting và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhận định, với hơn 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và 23 triệu học sinh, sinh viên, ngành giáo dục và đào tạo là lực lượng xung kích về công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, vai trò xung kích được thực hiện bằng việc nhà trường đẩy mạnh các chiến dịch như chương trình tắt xe máy bảo vệ chính bạn, sử dụng nước giấy tiết kiệm, khuyến khích sinh viên sử dụng bình nước cá nhân hạn chế rác thải nhựa, thực hiện ngày Autens nhằm tri ân các cô chú lao công nhân ngày môi trường thế giới, trồng cây gây rừng, phát triển mảng xanh đô thị tại Cần Giờ, đặc biệt là phát động các cuộc thi bảo vệ môi trường. Tại buổi meeting, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi vẽ tranh cổ động về môi trường năm 2020.